Dưới sự gia tăng của các bệnh lý không lây nhiễm như đái tháo đường, ung thư, tim mạch, hô hấp, việc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bệnh lý để chăm sóc đúng cách và khoa học góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong quá trình điều trị. Chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi để khỏe hơn sẽ cung cấp những nội dung bổ ích mang tính cập nhật cao và là cầu nối giải đáp kịp thời mọi thắc mắc về sức khỏe cho cộng đồng. Với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia y tế, các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sanofi thực hiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng 12 năm 2020. Đồng thời sẽ được phát lại trên các kênh truyền thông khác của bệnh viện, nhiều kênh YouTube, website và Zalo. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem để hiểu rõ hơn các vấn đề về sức khỏe. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi để khỏe hơn. Chương trình được thực hiện nhằm cung cấp cho chúng ta những thông tin sức khỏe chính thống đến từ các chuyên gia y tế, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các bệnh lý không lây nhiễm phổ biến tại Việt Nam. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã quan tâm, lựa chọn và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt khoảng thời gian sắp tới đây 60 phút của chương trình. Thưa tất cả quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra trực tiếp nên trong thời gian bác sĩ chia sẻ, quý vị có những câu hỏi nào liên quan về chủ đề thuốc kháng kết tập tiểu cầu thì quý vị chúng ta hãy đặt câu hỏi trong phần bình luận dưới video đang phát trực tiếp này, các bác sĩ sẽ giải đáp ngay câu hỏi của tất cả quý vị. Và đừng quên chia sẻ video livestream này để bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình quý vị nhé. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Thưa tất cả quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì bác sĩ sẽ được trân trọng giới thiệu khách mời, cố vấn chuyên môn cho chủ đề buổi tư vấn ngày hôm nay, đó là Thạc sĩ bác sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa tim mạch can thiệp đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ Trần Hòa. Xin chào Bá Niên. Cho phép tôi cũng xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi để khỏe hơn. Chúng tôi hy vọng rằng trong cái buổi hôm nay thì quý khán giả có thể đặt cho chúng tôi những câu hỏi giống như là cái tiêu đề của chúng ta là hỏi, để chúng ta hiểu rõ về một cái vấn đề về thuốc kháng tiểu cầu để giúp cho quý khán giả có được những cái thông tin bổ ích cho cho mình trong vấn đề theo dõi, chăm sóc và điều trị. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay và chắc chắn rằng là bác sĩ cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả những thông tin kiến thức vô cùng quý báu. Thưa quý vị và các bạn, xã hội hiện đại làm cho con người trở nên tất bật và ít có thời gian chăm sóc cho bản thân. Nhất là cái thói quen về tập luyện thể chất, sinh hoạt, bệnh lý tim mạch cũng vì thế xuất hiện nhiều hơn và trẻ hơn nhiều. Lâu nay thì chúng ta vẫn thường nghe nói đến những thuật ngữ như là hẹp mạch vành, tắc tĩnh mạch hay là đặt stent và sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu được nói đến rất nhiều. Vậy thì tiểu cầu là gì và thuốc kháng kết tập tiểu cầu là gì, được sử dụng như thế nào là hợp lý? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều đã từng một lần được nghe thuật ngữ hồng cầu, bạch cầu, nhưng ít khi để ý đến một loại tế bào tuy nhỏ nhưng lại rất có vỏ và lại đóng vai trò then chốt trong cơ chế đông máu của cơ thể. Có cái tên cũng vô cùng khiêm tốn không kém, đó là tiểu cầu. Thưa bác sĩ, như vậy thì tiểu cầu chúng ta nên được hiểu như thế nào và tiểu cầu nó có vai trò như thế nào đối với cơ thể của chúng ta? Như chúng ta biết á, thì trong cơ thể mình nó có những cái tế bào. Mà những cái tế bào đó rất là quan trọng với cái cuộc sống của chúng ta. Như chúng ta thường hay nghe nói tới hồng cầu, bạch cầu. Ví dụ như hồng cầu là một cái tế bào trong cơ thể mà giúp vận chuyển oxy đi đến các cái cơ quan trong cơ thể để mà cung cấp cái chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta hoạt động. Đó là hồng cầu. Nếu mà chúng ta thiếu hồng cầu, thì gọi là thiếu máu, thì cơ thể mình cũng không đủ năng lượng, đủ máu để mà hoạt động. Cái tế bào thứ hai đó mà người ta nói tới đó là bạch cầu. Bạch cầu là một cái tế bào mà nó giúp cho mình chống lại những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như là vi khuẩn, vi trùng. Đã khi mà nó xâm nhập vào cơ thể thì bạch cầu nó sẽ tăng lên, nó sẽ hoạt động để mà nó diệt vi trùng.
À, thì hôm nay chúng ta nhắc tới là tiểu cầu, thì thực ra là có lẽ là người ta biết nhiều về hồng cầu với bạch cầu, trong khi tiểu cầu thì có lẽ là nghe nó cũng hơi hơi xa lạ. Đó, thì tiểu cầu nó là một trong những cái tế bào nhỏ nhất trong cơ thể của mình. Đó, tuy nhiên nó là người ta gọi nó là nhỏ nhưng mà thật ra nó lại có vỏ, tức là bởi vì nó có một cái vai trò rất là quan trọng, khác biệt với hai cái tế bào kia, đó là nó có giúp cho trong cái việc cầm máu. Ví dụ như ngày hôm qua tôi bị đứt tay, tôi đứt tay như vậy đó, thì sau khi tôi chèn nó lại đó thì nó cầm máu, là cái máu nó không có phải chảy. Thì chính cái tiểu cầu đó nó có cái vai trò là trong cái chuyện đông cầm máu, giúp cho mình làm lành cái vết thương để cho nó không có chảy máu nữa. Thì nôm na tiểu cầu là một cái tế bào nhỏ trong cơ thể mà giúp cho mình trong cái quá trình cầm máu. Dạ, nghe bác sĩ giải thích như vậy thì quả thực là chúng ta thấy là tiểu cầu tuy là nhỏ nhưng mà lại có võ công cao cường rất là nhiều. Thưa bác sĩ, như vậy thì đối với tiểu cầu thì thường thường sẽ có những bệnh lý như thế nào? Và nếu chẳng may mà chúng ta mắc phải những bệnh lý liên quan đến tiểu cầu thì cái mức độ nguy hiểm liệu rằng là như thế nào ạ? Có rất nhiều cái bệnh lý mà liên quan đến các tế bào máu. Dạ. Thì như là thiếu hồng cầu, thiếu bạch cầu này kia vân vân. Thì đối với cái tiểu cầu thì nó cũng vậy. Nó có hai hoặc là ba cái nhóm bệnh lý liên quan đến tiểu cầu. Ví dụ như một cái nhóm bệnh lý gọi là tăng cái số lượng tiểu cầu. Vì một lý do nào đó ở trong cơ thể mà cái số lượng cái tiểu cầu nó tăng lên, nó tăng vượt quá cái mức cho phép đó, thì nó sẽ tạo ra những cái hiện tượng gọi là đông máu. Tức là trong cơ thể mình nó dễ tạo những cái cục máu đông do tiểu cầu nó nhiều quá. Đó. Cái nhóm bệnh thứ hai đó người ta gọi là cái chuyện tiểu cầu nó giảm. Đó. Ví dụ tiểu cầu nó giảm thì cái chuyện mà cơ thể người ta nó dễ bị chảy máu thì nó sinh ra cái bệnh dễ chảy máu do thiếu tiểu cầu. Một cái dạng bệnh thứ ba đó là tiểu cầu tuy nó không giảm, nó không tăng nhưng mà cái chức năng tiểu cầu nó lại bị suy giảm. Đó, thì đó là ba cái nhóm bệnh liên quan đến tiểu cầu. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị các bạn, chúng ta đã cùng theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi Để Khỏe Hơn. Và đây là chương trình mà chúng tôi kết nối tất cả quý vị khán giả với bác sĩ của chương trình. Chính vì vậy mà trong quá trình mà bác sĩ chia sẻ tư vấn thì chúng ta sẽ nhận được những câu hỏi của các bạn khán giả trong phần bình luận ở dưới video trực tiếp này, thì cũng rất mong là bác sĩ chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta giải đáp những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, lúc nãy thì bác sĩ có chia sẻ thì chúng ta thấy được cái vai trò của tiểu cầu nó tốt, phải nói là rất là tốt đối với cơ thể. Như vậy tại sao thì lâu nay là chúng ta vẫn nghe nói đến là thuốc kháng kết tập tiểu cầu nó tốt như vậy, tại sao là chúng ta lại kháng nó ạ? Dạ, đây là một cái câu hỏi rất là hay. Cảm ơn bá Niên. Thì như chúng ta biết là tiểu cầu nó giúp cho tạo thành cái cục máu đông ở ngay cái chỗ vết thương. Cái đó là cái chuyện sinh lý bình thường. Tuy nhiên trong một số cái tình huống đó là chúng ta có những cái mảng xơ vữa ở trong cơ thể của mình, mà chính từ cái mảng xơ vữa đó khi mà nó bị bong tróc ra, nó giống như là một cái vết thương vậy ở trong cái mạch máu của mình đó. Thì khi nó bong tróc ra thì tiểu cầu nó sẽ đến để nó giúp cho nó làm lành cái vết thương đó. Tuy nhiên khi mà cái mảng xơ vữa mình nó lớn thì có rất nhiều tiểu cầu nó tới. Khi mà tiểu cầu nó tới như vậy đó thì nó lại có một cái chức năng, đó là nó kết tập và nó kích hoạt các cái tiểu cầu khác ở trong cơ thể đến. Và khi mà có một cái vết thương lớn ở trong cái mạch máu của mình á, thì tiểu cầu rất là nhiều nó đến và nó kích hoạt cái quá trình đông máu nữa, cho nên nó tạo thành một cái ta gọi là nút chặn tiểu cầu lớn, và nó tạo thành một cục máu đông lớn hình thành trong cái mạch máu. Và như vậy đó, vô hình chung đó thì chính cái cục máu đông đó nó ở trong cái mạch máu nó lại làm nghẽn, nó làm tắc cái mạch máu, nó lại gây ra một cái hậu quả là gây ra bệnh lý, là gây ra những cái tắc nghẽn trong những cái động mạch của mình. Dạ. Vậy có phải là tới lúc đó thì chúng ta phải sử dụng thuốc mà lâu nay mọi người vẫn thường nhắc là thuốc kháng kết tập tiểu cầu đúng không ạ? Đúng rồi. Chính là lúc đó thì người ta phải dùng thuốc để mà chống lại cái sự kết tập của những cái con tiểu cầu đó, làm cho nó không hoạt động hoặc là làm cho nó suy yếu đi, để làm cho cái cục máu đông nó đừng có tiến triển nữa. Nói tới cơ chế hoạt động đó thì người ta nói là trên cái con tiểu cầu, như mình biết đó, thì cái con tiểu cầu nó tuy là nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà trên cái tiểu cầu nó có rất nhiều cái thụ thể, rất nhiều thụ thể. Thông qua những cái thụ thể đó mà cái thuốc của mình nó tác động lên cái thụ thể đó và nó làm bất hoạt hoặc là nó làm giảm đi cái chức năng hoạt động của tiểu cầu. Dạ.
thì chúng ta biết là tiểu cầu đó thì nó sẽ hoạt động theo cái lối là lối lối bầy đàn. Khi mà một con tiểu cầu nó đến á thì nó sẽ kích hoạt, nó phóng những cái tiểu cầu khác khắp nơi, nó tích tụ trong những cái mẫu tiểu cầu, nó sẽ phóng thích ra và nó đến nơi cái sang thương đó, là một. Thứ hai là khi mà nó đến cái sang thương đó thì nó không có hoạt động riêng lẻ. Thì cái con tiểu cầu này nó sẽ tạo thành những cái chân giả và nó bắt lại vào với nhau, nó đoàn kết, nó quấn quýt lại với nhau. Và một khi mà những cái con tiểu cầu mà nó quấn quýt lại với nhau như vậy đó thì nó sẽ không có, nó không có buông ra, nó không có, không có cách nào để mà có thể tách rời chúng nó được. Đó. Yeah. Thì cho nên những cái thuốc kháng tiểu cầu của chúng ta đó có tác dụng là làm cho những cái con tiểu cầu này nó bị suy yếu, để làm giảm cái chức năng của nó, để làm cho cái cục máu đông nó không có hình thành phát triển lên. Vậy nó có nghĩa là đôi khi chúng ta cần những tiểu cầu nó phát huy được cái chức năng của nó, và đôi khi chúng ta cũng phải cần nó hạn chế cái chức năng của nó để tốt cho cơ thể. Cái thuốc mà chúng ta phát minh ra đó thì làm cho diệt những cái con tiểu cầu này. Tùy theo cái mức độ mạnh của thuốc mà có thể là làm cho cái tiểu cầu nó giảm chức năng ở cái mức là 70%. 50% hay là thậm chí có những cái thuốc mà nó làm như là làm cho cái tiểu cầu nó kiệt quệ luôn. Qua lời chia sẻ của bác sĩ vừa rồi thì chắc là tất cả quý vị khán giả chúng ta cũng đã hiểu được một phần nào đó về thuốc kháng kế tập tiểu cầu. Thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ưu tiên thời gian của mình dành cho tất cả quý vị khán giả khi theo dõi buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay, họ sẽ đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề. Và mới nãy thì bác Niên cũng vừa mới nhận được một câu hỏi từ phía một bạn khán giả gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng giải đáp câu hỏi này trước ạ. Thưa quý vị, đây là câu hỏi đến từ một người bạn có nickname là Stronger Man. Bạn có hỏi là nhờ bác sĩ giải đáp cho thắc mắc của em là số lượng tiểu cầu trong cơ thể bao nhiêu thì được gọi là bình thường, và bệnh giảm tiểu cầu thì có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Dạ, câu hỏi cũng khá là hay ạ. Cảm ơn bạn Strong Man. Số lượng của tiểu cầu mà thực tế ở trong máu đó thì nó không phản ánh được hết cái số lượng tiểu cầu thực sự trong cơ thể mình. Thì hầu hết những cái tiểu cầu á, trong cơ thể thì nó chứa ở trong một cái gọi là một cái tế bào lớn gọi là mẫu tiểu cầu. Khi nào mà cơ thể cần thiết á, thì tiểu cầu nó sẽ phóng thích từ cái mẫu tiểu cầu đó ra ngoài. Tuy nhiên bình thường á, trong cơ thể của chúng ta đó thì nó có một cái khối lượng tiểu cầu trong một đơn vị cụ thể, tức là cái con số của nó đó mà khi mà mình xét nghiệm máu đưa ra cái thì cái con số đó là từ 150 đến 400. Người ta gọi có một cái đơn vị nó là giga trên lít đó. Thì khi mà chúng ta xét nghiệm máu đó thì họ sẽ có một cái con số là bao nhiêu đó và là của chúng ta, và kế bên đó là nó có một cái giới hạn trên và giới hạn dưới của cái số lượng tiểu cầu bình thường đó. Thì ở đây bạn có hỏi một cái câu cũng rất là hay, đó là bệnh giảm tiểu cầu có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Thì bệnh giảm tiểu cầu có nguy hiểm hay không đối với việc giảm tiểu cầu thì nó phụ thuộc vào cái chuyện là cái số lượng tiểu cầu nó giảm đến mức độ nào. Đó. Ví dụ như là ở cái mức là 150 tới 400 nó gọi là bình thường, thì giảm dưới 150 thì gọi là giảm. Tuy nhiên mà từ 100 cho tới 150 đó thì cái mức đó là gọi là giảm ở mức độ nhẹ thôi. Đó. Thì khi mà báo động mà giảm nguy hiểm đến tính mạng đó là thường là giảm dưới 20. Thì cái có ở đây mình trả lời cái câu hỏi của bạn đó là có nguy hiểm tính mạng hay không, thì nó còn phụ thuộc vào là thứ nhất là cái số lượng, thứ hai còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa. Xin được cảm ơn bác sĩ và xin được cảm ơn câu hỏi từ phía khán giả bạn Strongman. Thưa tất cả quý vị, các bạn, chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khi theo dõi chương trình này thì quý vị chúng ta hãy cùng share cái buổi live stream, cái video này để giúp cho những người thân, những bạn bè của chúng ta biết đến chương trình nhiều hơn và giúp cho chương trình mang tính lan tỏa. Ngoài ra, nếu như quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi nào liên quan đến thuốc kháng kế tập tiểu cầu thì hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi trong phần bình luận ở dưới video này. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của tất cả quý vị khán giả cho bác sĩ của chương trình. Cũng xin được cảm ơn bác sĩ đã trả lời giúp bạn câu hỏi vừa rồi. Thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là thuốc kháng kế tập tiểu cầu. Như vậy thì đối với thuốc này thì mình có phân chia theo loại nhóm hay không ạ? Và nếu như sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng liều lượng và theo thời gian như thế nào?
Cũng giống như là nhiều cái loại thuốc thì thuốc kháng tiểu cầu nó có khá nhiều loại. Cái loại mà thông thường nhất mà chúng ta có lẽ ai cũng biết cái thuốc đó mà có lẽ là chúng ta không biết nó là thuốc kháng tiểu cầu, đôi khi chúng ta không biết, đó là aspirin. Aspirin là một cái thuốc kháng tiểu cầu đầu tiên được phát hiện ra. Ngoài cái chuyện mà thuốc kháng nó là có tác dụng là kháng tiểu cầu thì nó còn có tác dụng là kháng viêm, đôi khi là thuốc người ta sử dụng trong cái chuyện để hạ sốt nữa. Thì thuốc kháng tiểu cầu nó tác dụng lên một cái thụ thể, tức là cái thụ thể thrombosan A2 ở trên cái bề mặt của tiểu cầu, và thông qua cái thụ thể đó mà cái aspirin nó làm ức chế cái hoạt động của tiểu cầu. Đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai đó là những cái cũng là những cái nhóm thuốc mà nó tác động lên cái thụ thể B2I12 mà những cái thuốc nổi đình nổi đám nổi tiếng bây giờ mà chúng tôi ứng dụng điều trị cho người bệnh đó, chẳng hạn như là thuốc clopidogrel, ticagrelor và những cái thuốc mới hơn nữa đó thì là tác dụng vào cái nhóm thuốc này. Và nó có một cái nhóm thuốc khác đặc biệt hơn nữa, đó là những cái nhóm thuốc mà nó tác động lên cái cầu nối của các tiểu cầu, tức là con tiểu cầu này với con tiểu cầu kia khi mà nó muốn hoạt động mà nó muốn gắn kết với nhau thì nó thông qua một cái cầu nối. Thì có những cái thuốc kháng tiểu cầu là nó cắt luôn cái cầu nối này để cho nó cắt luôn cái sự gắn kết của tiểu cầu này với tiểu cầu kia. Thì nói chung là phân loại về thuốc kháng tiểu cầu thì cũng khá nhiều. Cũng khá nhiều. Và tiểu cầu là một trong những thuốc mà phải được sử dụng một cách rất là thận trọng với liều lượng cũng như là về thời gian, cũng như phải có sự hướng dẫn của bác sĩ cũng như dược sĩ lâm sàng. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì đối với những cái bệnh lý liên quan đến tiểu cầu thì thường có những cái bệnh lý nào và đâu là nguyên nhân dẫn đến những cái bệnh mà liên quan đến tiểu cầu ạ? Các cái bệnh lý liên quan đến tiểu cầu thì thực sự nó cũng rất nhiều. Ví dụ như bây giờ mình nói tới cái bệnh lý tăng tiểu cầu đi. Thì cái bệnh lý tăng tiểu cầu thì nó có thể gặp trong một số cái tình huống, chẳng hạn như là bởi vì tiểu cầu cũng như những cái tế bào khác là nó được sản xuất từ tủy xương. Có những cái bệnh lý mà nó làm tăng các cái tế bào máu, thì nó làm tăng sinh cái tủy xương thì nó cũng làm tăng cái tiểu cầu. Hoặc là có những cái bệnh lý mà người ta không phải bệnh lý từ tủy mà không biết tại sao thì trong trong cái máu thì tiểu cầu nó tăng lên rất nhiều. Người ta gọi là tăng cái tiểu cầu một cách nguyên phát và vô căn và không rõ nguyên nhân tại sao. Cái nhóm bệnh thứ hai là cái nhóm bệnh mà giảm tiểu cầu. Thì có nhiều cái bệnh lý mà liên quan đến giảm tiểu cầu, ví dụ như là mình nói tới tủy đó. Những cái bệnh lý chẳng hạn như một số bệnh lý gọi là suy tủy hoặc là bệnh như ung thư máu đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sự sản xuất của tiểu cầu tại tủy xương thì nó cũng làm giảm tiểu cầu. Hoặc là có một số cái bệnh lý về mặt di truyền hay là về mặt miễn dịch thì nó làm giảm tiểu cầu ở ngoại biên. Do cái sự tiểu cầu nó được bị tiêu hủy một cách nhanh chóng. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, các bạn, hy vọng là với những giải đáp của bác sĩ sẽ giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về tiểu cầu và các bệnh lý liên quan đến tiểu cầu. Hãy nhớ là chúng ta hãy luôn yêu thương bản thân mình bằng một chế độ ăn uống, luyện tập thật hợp lý để bảo vệ bản thân sức khỏe một cách tốt nhất. Thưa quý vị, thuốc kháng kế tập tiểu cầu có vai trò như thế nào đối với bệnh lý tim mạch? Chúng ta sẽ cùng bác sĩ thảo luận cụ thể hơn về vấn đề này trong nội dung tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, theo như thống kê thì bệnh mạch vành, cụ thể là nhồi máu cơ tim, là nguyên nhân gây nên tử vong hàng đầu trên thế giới. Chính vì thế mà việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ trong quá trình điều trị đóng một vai trò then chốt giúp ổn định và ngăn ngừa tái phát bệnh. Và ngay bây giờ thì Bunny xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn về quá trình điều trị bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cái đêm anh nhập viện là trong cơ thể mình cảm thấy nó rất là bất thường. Nghe vùng ngực nó bị nhói nhói lên. Anh thấy trường hợp này rất lạ so với những cái lần trước đây chưa bị lần bao giờ. Thì anh mới đi nhà viện kiểm tra. Vào viện thì bác sĩ cũng kiểm tra huyết áp, điện tim, thì cũng thấy có nhiều cái dấu hiệu nó bất thường so với những người bình thường khác, thì yêu cầu là chuyển cấp cứu để mà làm rõ hơn về cái chỗ cái khu vực tim. Đêm đầu tiên á là rất là khó chịu, khó ngủ,
nghe nó cứ nhói nhói trong ngực, nó thốn. Rồi bắt đầu đêm thứ hai là có sử dụng, bác sĩ có chuẩn bị cho một số thuốc, rồi sau đó là anh sẽ chuyển sang đi chụp cái mạch vành, và thực hiện mạch vành, nâng mạch vành. Thấy mình rút kinh nghiệm có những cái điểm là, thứ nhất là giới trẻ hay lạm dụng về sức khỏe quá, uống hút nhiều thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia, và anh khuyên là nên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Thì đó cũng là một bệnh nhân khá đặc biệt với chúng tôi. Về bệnh nhân thì nói chung là cũng còn trẻ, 39-40 tuổi. Thì đó là cái lứa tuổi rất là đẹp của người đàn ông ha, trong việc sự nghiệp cũng như là trong việc gia đình. Thì bệnh nhân vào đột ngột với một cái tình trạng là một cái tình trạng đau ngực cấp tính và rất dữ dội. Thì ngay tại cấp cứu thì tụi tôi nhận biết đây là một tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Thì bệnh nhân đã được nhanh chóng đưa lên cái phòng thông tim để chụp cái mạch máu tim. Thì cũng rất ngạc nhiên là tuy là bệnh nhân trẻ, tuy nhiên là cái mạch máu tim của người bệnh thì nó bị xơ vữa động mạch lan tỏa và bị hẹp cũng khá nhiều. Thì trong cái tầm tay của mình cũng như những cái điều kiện của bệnh viện thì chúng tôi đã nhanh chóng đưa bệnh nhân lên phòng thông tim để can thiệp cấp cứu cho người bệnh. Thì trước khi can thiệp cấp cứu thì người bệnh phải được chuẩn bị bởi những cái thuốc rất là quan trọng, đó là thuốc kháng tiểu cầu, dùng là tới 2 loại kháng tiểu cầu và dùng cái liều rất cao để ngăn chặn cái tình trạng đông máu trong động mạch vành của người bệnh. Một trong những cái điều mà chúng tôi khuyên những bệnh nhân vừa trải qua giống như bệnh nhân chúng ta đã có đó, thì là cái sự tuân thủ trong việc điều trị là rất là quan trọng. Nhập viện để can thiệp mạch vành thì câu chuyện chưa hết ở đó, chưa dừng lại ở đó, mà người bệnh tiếp tục phải được chăm sóc bởi bác sĩ chuyên khoa. Thật sự là lúc này là đã phải là bác sĩ chuyên khoa rồi, chuyên khoa về tim mạch, để có thể theo dõi người bệnh một cách tốt nhất, đồng thời có thể có những cái chỉ định về mặt thuốc men tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là cái thuốc kháng tiểu cầu mà chúng ta hôm nay nói rất nhiều về cái thuốc này đó, là một trong những cái thuốc không thể thiếu được cho những bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim, đã đặt stent, đã can thiệp mạch vành. Thì một lần nữa tôi khẳng định lại đó, là trong cái toa thuốc của người bệnh này luôn luôn có thuốc kháng tiểu cầu. Có thể trong giai đoạn đầu thì sẽ là uống hai thứ, người ta là kháng tiểu cầu kép. Sau đó một thời gian thì bác sĩ sẽ quyết định sẽ ngưng bớt một thuốc để vào cái thuốc đó có thể phải theo dõi theo người bệnh gần như suốt đời. Và thuốc kháng tiểu cầu ở những bệnh nhân này nó được gọi là một cái hòn đá tảng trong cái điều trị cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta dễ thấy một điều rằng là trong điều trị bệnh lý tim mạch thì thuốc kháng kết tập tiểu cầu có một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì khi người bệnh mắc bệnh lý tim mạch thì được chỉ định dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu sẽ hiệu quả của thuốc sẽ phát huy như thế nào, và cụ thể là với từng trường hợp bệnh lý ra sao? Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ về nội dung này ạ. Các cái bệnh lý tim mạch đó, thì hiện nay đó thì thuốc kháng tiểu cầu gần như là không thể thiếu được. Như chúng ta đã nói là thuốc kháng tiểu cầu thì là một cái thuốc mà nó đánh vô cái chuyện tạo thành những cục máu đông. Thì là trên những bệnh lý mà có cái yếu tố về xơ vữa động mạch đó. Ví dụ như là người ta bị hẹp cái động mạch cảnh nè, người ta hẹp động mạch vành nè, người ta đã từng bị tai biến mạch máu não mà đột quỵ nè, đó, hay là người ta bị những cái xơ vữa của cái động mạch chủ bụng, hay là bị hẹp những cái mạch máu chân, thì đó là nó nguyên một cái hệ thống gọi là bệnh lý xơ vữa động mạch. Thì tất cả những cái bệnh lý mà xơ vữa của động mạch đó đó thì nó có cái nguy cơ tạo thành những cái cục máu đông, nó sẽ hình thành những cục huyết khối. Chính vì vậy chúng ta phải sử dụng thuốc để mà chống cái huyết khối đó. Thì aspirin và những cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu mà chúng ta đang nói hôm nay là những cái thuốc nền tảng để điều trị trong những cái bệnh lý xơ vữa động mạch như vậy. Đối với bệnh động mạch vành đó thì người ta có nhiều cái phương pháp điều trị. Cổ điển nhất là chúng ta điều trị bằng thuốc đó. Thứ hai là có thể là những cái trường hợp đặc biệt như là sang thương mạch vành hẹp quá nhiều, hay là trong những tình huống mà nhồi máu cơ tim hay cấp cứu đó
thì người ta sẽ có một cái phương pháp là người ta chụp cái mạch vành và người ta can thiệp và đặt vào đó một cái stent, một cái stent. Hoặc là phương pháp thứ ba đó là đôi khi người ta phải mổ bắt cầu động mạch vành. Dạ. Thì trong những cái tình huống đó đó thì cái thuốc dù có làm cái gì đi nữa, dù có mổ, dù có đặt stent thì cái máu chốt, cái nền tảng đó thì vẫn là điều trị nội khoa. Thì trong cái điều trị nội khoa đó thì đối với bệnh mạch vành đó nó có nhiều cái thuốc hoặc là có nhiều phương pháp. Giống như hồi nãy là MC có nói đó là khuyên mọi người nên thay đổi lối sống của mình. Thì đặc biệt là trong đối với bệnh động mạch vành thì cái chuyện thay đổi lối sống là một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là ở đây nói là cái chuyện thay đổi lối sống thì không phải là lối sống mình có gì xấu, nhưng mà tức là thay đổi lối sống để nó phù hợp với cái bệnh. Thay đổi lối sống ví dụ như là chúng ta phải năng tập thể dục, chúng ta phải bỏ thuốc lá, hay chúng ta phải giảm cân. Đó là những cái lối thay đổi lối sống để phù hợp với cái bệnh, để cho tốt cho cái bệnh. Bên cạnh đó là những phải điều chỉnh tất cả những cái thông số của mình về đường huyết, về mỡ máu này kia vân vân. Thì trong cái chuyện điều trị đó, bệnh mạch vành thì người ta gọi điều trị kháng tiểu cầu đó, kháng tiểu cầu hoặc là kháng cái tập tiểu cầu đó, người ta gọi là nền tảng hay là gọi là cái hòn đá tảng trong điều trị bệnh động mạch vành. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái chuyện là phải coi cái chuyện điều trị kháng cái tập tiểu cầu ở những bệnh nhân bệnh động mạch vành có hay không có đặt stent là gọi là hòn đá tảng. Hòn đá tảng tức là nó là cái nền tảng phải có ở những bệnh nhân bệnh động mạch vành. Và một trong những cái điều mà quan trọng mà để cho chúng ta có được thể tránh được những cái bệnh lý liên quan đến động mạch vành là chúng ta cần phải biết yêu thương bản thân của mình hơn, giống như bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta cần phải thay đổi những cái thói quen, những thói quen không tốt như là chúng ta không nên hút thuốc lá, hay là cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào hợp lý với bản thân của mình. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng ta có một câu hỏi từ bạn khán giả tên là Hiếu Thuận. Bạn đặt câu hỏi là em đã đặt hai stent được 14 tháng và em có thói quen là em nghiện cà phê sữa, như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không? Và hàng ngày thì em vẫn uống thuốc theo toa và tập thể dục được là 40 phút mỗi ngày. Liệu rằng em có bị tái phát trở lại hay không ạ? Bệnh mạch vành hiện nay là nó cũng xảy ra ở những người trẻ. Dạ. Như mình nói lúc đầu đó, thì 10 người lớn thì cũng gặp 1-2 người trẻ bị bệnh mạch vành, phải can thiệp đặt stent. Thì đó, bệnh nhân của mình đã trải qua cái chuyện biến cố đặt stent và đã được 14 tháng rồi. Thì là tôi cũng chúc mừng em đã có những cái trải nghiệm của riêng mình. Thì ở đây câu hỏi đầu tiên là vấn đề về cà phê sữa. Cà phê sữa thì tức là người Việt Nam mình mà thiếu cà phê chắc cũng không được. Một cái thói quen hàng ngày. Chỉ có điều là ở đây cà phê đối với bệnh tim thì không có cấm. Không cấm. Và cũng không có gì lưu ý đặc biệt. Ngoại trừ nếu mà chúng ta uống cà phê vào mà chúng ta thấy khó chịu, hồi hộp này kia thì thôi chúng ta tìm cách bớt đi, hoặc là làm loãng cà phê, hoặc là ngưng. Nhưng mà nếu chúng ta uống cà phê thường ngày, ngày 2-3 ly thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì là nghiêm trọng. Ở đây chỉ có điều là các bạn đây là cái chữ sữa đó, cái chữ sữa. Thì nếu mà chúng ta lưu ý, nếu mà chúng ta bị rối loạn đường huyết hay là chúng ta bị đái tháo đường thì cái chuyện cà phê sữa thì chúng ta không được uống. Bởi vì trong cái chế độ điều trị đái tháo đường thì cái sữa nó có thể làm tăng cái đường huyết của mình. Tuy nhiên nếu các bạn không có bị đái tháo đường thì cái chuyện cà phê sữa thì có thể uống được, không sao. Cái câu thứ hai là bạn có một cái thói quen rất là tốt là có tập thể dục 40 phút mỗi ngày. Đúng rồi, rất là tốt. Đầu tiên tôi khen là uống thuốc theo toa. Đấy, giống như nãy tôi nói đó là cái bệnh lý này thì chúng ta phải uống thuốc theo toa và đi tái khám. Và tập thể dục mỗi 40 phút một ngày thì quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Liệu em có bị tái phát hay không? Ở đây không ai nói trước được là em có bị tái phát hay không. Chính vì vậy mà trong cái điều trị đây là em đã bị rồi, cho nên bây giờ em phải có một cái chiến lược. Bác sĩ của em với em sẽ giúp cho em là có một cái chiến lược gọi là dự phòng thứ phát. Ví dụ như em chưa có bệnh đúng không, thì bây giờ những cái chuyện mà em đang làm đó người ta gọi là dự phòng nguyên phát, để cho cái bệnh của em không có xảy ra. Đó, ví dụ như em phải điều trị huyết áp nó tốt nè, tiểu đường thì tốt nè, tập luyện, không hút thuốc lá này kia vân vân nè. Nhưng mà đối với cái người bệnh mà đang hỏi mình đây là đã xảy ra biến cố rồi, đã đặt stent rồi, thì bây giờ những cái dự phòng đó thì mình gọi là dự phòng thứ phát. Những cái dự phòng thứ phát này tôi không ai có thể nói được với em là em có bị tái phát hay không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải làm tối đa là, và mình mong muốn nó không xảy ra.
bằng những cái chuyện mà chúng ta phải áp dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải dự phòng. Ví dụ như tập luyện đó, em tập luyện 40 phút một ngày là giúp cho em, là một trong những cái giúp vô đó. Nếu em có hút thuốc lá hay không, nếu đang có hút thì hãy ngưng đi. Và đặc biệt là ngày nay là chúng ta biết là hút thuốc lá thụ động. Chúng em hãy tránh xa những người hút thuốc lá. Tránh xa những người họ đang hút thuốc lá. Khi mà họ hút xong rồi này kia thì em mới tiếp xúc. Và vào những cái cà phê hoặc là những cái club hoặc là những nơi làm việc mà người ta hút thuốc lá là mình phải tránh đi. Thì và bác sĩ của em đó phải giúp cho em cân chỉnh những cái thông số. Ví dụ như là mỡ trong máu đó, tức là cholesterol máu phải ở cái mức tốt nhất có thể. Tức là hiện nay ngoài cái chuyện nãy giờ chúng ta nói đó, thì một trong những cái dự phòng này đó là phải tối ưu hóa những cái thông số ở trong máu, như là đường phải tốt, mỡ trong máu phải thấp, phải tập luyện thể dục, phải ăn kiêng, phải giảm cân. Và đặc biệt quan trọng là phải đi tái khám để bác sĩ điều chỉnh. Và thuốc kháng tiểu cầu là một trong những cái thuốc nó phải theo em gần như suốt đời. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, hy vọng là với những nội dung chia sẻ và giải đáp thắc mắc từ bác sĩ Trường Hòa, quý vị và các bạn chúng ta sẽ yên tâm hơn trong lộ trình điều trị và sử dụng thuốc. Tuy nhiên, một vấn đề mà không ít quý vị khán giả quan tâm đó là tác dụng phụ, biến chứng khi sử dụng thuốc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn về nội dung này trong phần tiếp theo của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài tác dụng điều trị bệnh, hầu hết các loại thuốc đều có nguy cơ gây ra phản ứng phụ không mong muốn. Thuốc kháng kết tập tiểu cầu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đặc biệt hơn là trong quá trình điều trị bệnh lý nghiêm trọng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ bác sĩ khách mời, đó là thạc sĩ bác sĩ Trường Hòa, để có những cảnh giác ban đầu trong quá trình sử dụng thuốc. Nhân đây thì xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về những tác dụng phụ phổ biến mà chúng ta vẫn thường thấy ở thuốc kháng kết tập tiểu cầu, và liệu rằng là khi mà chúng ta sử dụng thuốc này thì có ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày như là chúng ta việc sinh hoạt hàng ngày hoặc là lái xe hay không ạ? Thuốc kháng tiểu cầu như chúng ta đã biết là nó có rất nhiều cái lợi ích. Nó gần như là một cái thuốc cứu mạng, giúp cho người bệnh của mình trong những cái bệnh lý nghiêm trọng như là nhồi máu cơ tim, như là đột quỵ, phải can thiệp đặt stent hoặc là chỉ điều trị nội khoa, thì kháng tiểu cầu cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên là thuốc kháng tiểu cầu cũng như những cái thuốc khác, nó cũng là một cái vật lạ đi vào cơ thể của mình. Đôi khi nó cũng có những cái tác dụng phụ. Những cái tác dụng phụ mà chúng ta thường hay thấy ở hầu hết các cái thuốc đó là cái chuyện dị ứng. Thì aspirin, clomidogrel hay là những cái thuốc khác kháng tiểu cầu khác á, thì còn một số người nó cũng có cái chuyện là dị ứng, tức là họ uống vào thì họ bị nổi mẩn, có thể có những người có những cái triệu chứng khó thở hay là những cái triệu chứng khó chịu trong cơ thể, phát ban này kia vân vân. Thì cái đó là những cái tác dụng phụ mà chung. Tuy nhiên đối với thuốc kháng tiểu cầu á, thì chúng ta lưu ý có hai cái chuyện mà chúng ta đặc biệt là quan tâm. Thứ nhất là những cái tác dụng phụ của thuốc kháng tiểu cầu lên đường tiêu hóa. Thì nó là một trong những cái nhóm thuốc mà có thể ảnh hưởng lên cái đường tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Uống aspirin, uống clomidogrel, một số người có thể có cái chuyện là ít thôi thì có thể là khó chịu ở cái chỗ thượng vị, viêm dạ dày, đôi khi nó có thể có những cái triệu chứng nặng hơn như là loét hay là xuất huyết tiêu hóa. Một cái lưu ý quan trọng thứ hai đó là những cái thuốc kháng tiểu cầu này, như chúng ta đã nói đó, cơ chế của nó là nó làm giảm cái chức năng của cái tiểu cầu. Những cái thuốc này nó làm giảm chức năng tiểu cầu thì nó lại là cái yếu tố làm dễ thuận lợi cho cái chuyện chảy máu. Thường nhất là chúng ta thấy người bệnh có những cái bầm, vết bầm sau khi uống các cái thuốc kháng tiểu cầu này thì người ta có thể bị những cái vết bầm. Tôi hay nói với người bệnh là họ giống như những cái vết ma cắn á. Thì đặc biệt là những cái chỗ hay va chạm, ví dụ như gối hay là cùi chỏ hay là cẳng tay này kia vân vân, thì hoặc là những bất kỳ chỗ nào, có khi thì nó nổi chỗ này rồi vài bữa nó lặn đi thì nó lại nổi chỗ khác. Người ta gọi là những cái, tôi hay nôm na gọi với người bệnh của mình là những cái vết ma cắn. Thì nó xuất hiện rồi vài bữa nó biến mất, thì những cái đó nó cũng không có nghiêm trọng.
cái đó có phải là gọi là tình trạng xuất huyết hay không ạ? Dạ đúng đó, cái đó là tình trạng là xuất huyết dưới da. Dạ. Mà nó là không có nghiêm trọng. Còn mình còn xuất huyết nào nữa hay không ạ? À, và cái mà mình đáng lưu ý đó là những cái chuyện mà chảy máu. Dạ. Mình gọi là chỉ chảy máu cho nó, cho bà con dễ hiểu ha. Tức là một trong những cái tác dụng phụ hay có thể gọi là biến chứng luôn của thuốc này là có thể gây ra những cái chuyện chảy máu. Chảy máu có thể nó, người ta phân loại ra là chảy máu ít, chảy máu vừa trung bình hay là chảy máu nặng. Đôi khi chảy máu nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Chảy máu ít ví dụ như là chúng ta chỉ là chảy máu chân răng, chảy máu răng. Một số người thì có thể có những cái tác dụng phụ như là chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu ở dạ dày ruột. Đôi khi có thể có những người nặng hơn có thể là chảy máu não, tức là gọi là xuất huyết não. Những cái chảy máu nhẹ ví dụ như là bầm chỗ này bầm chỗ kia hay là chảy máu chân răng thì cũng thì cũng không có quá nghiêm trọng. Nhưng mà ví dụ như bà con mà thấy bắt đầu mình bị ói ra máu nè, mình đi cầu phân nó đổi màu như là phân đen hay là phân đỏ, hoặc là đi tiểu ra màu đỏ thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là mình có nó có chảy máu ra ngoài rồi đó. Tức là nó có tổn thương đường tiêu hóa, có tổn thương đường tiết niệu vân vân. Và nếu mà nghiêm trọng hơn đó là người bệnh của mình phải theo dõi đó. Đó là những cái chảy máu của hệ thần kinh trung ương. Ví dụ như là chảy máu ở não thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là bệnh nhân bị nhức đầu hoặc là bệnh nhân bị ói mửa hay là người bệnh tự nhiên có thay đổi về mặt tri giác. Có người bệnh nhân tự nhiên lờ đờ, lơ mơ, thậm chí hôn mê. Thì cái mức độ đó là thật sự là cũng đã nặng rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta có những cái triệu chứng của cái việc mà xuất huyết thì đối với người bệnh thì họ cần phải xử lý như thế nào? Đây là một cái thực tế. Một khi mà bà con uống các cái thuốc chống đông hay là kháng tiểu cầu thì chúng ta phải biết rõ, hầu như là ở các bệnh viện đều phát cho người bệnh một cái hướng dẫn. Khi những cái tình huống đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Như cái câu mà MC vừa mới hỏi đó, là khi mà người ta có triệu chứng xuất huyết thì người ta làm gì? Thì tôi nghĩ là phải tìm cách để liên hệ với bác sĩ. Đặc biệt là những cái người mà đã từng đặt stent cho mình đó, thì mình phải có cái số liên lạc của họ để có thể mà mình hỏi. Và không thì mà là mình phải đi khám bệnh lại sớm. Bởi vì nếu như người ta có những cái triệu chứng chảy máu mà nặng đó, thì trước hết là người ta phải được cấp cứu. Nếu mà chảy máu nhiều, có thể là làm tụt huyết áp và thậm chí có thể không có qua khỏi. Thì người ta phải đi khám sớm để có thể được chẩn đoán mức độ nặng của nó. Để người ta có thể, ví dụ như nặng quá, thiếu máu nhiều quá thì bệnh nhân phải được nhập viện để mà truyền máu. Và trong bệnh viện thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp để giúp cho có thể cầm máu. Chẳng hạn như nội soi cầm máu hoặc là những có những cái thuốc để cầm máu. Và đặc biệt là người bệnh không tự ý làm cái gì, phải có ý kiến của bác sĩ. Ở đây có lưu ý có một chuyện là nếu mà bà con là chỉ thấy có những cái vết bầm thôi hoặc là chảy máu chân răng thôi, mà nếu mà mình tự động mình giải quyết bằng cách là mình ngưng không uống thuốc nữa thì nó lại xảy ra những cái chuyện nghiêm trọng do thiếu thuốc. Có những cái thực tế là những bệnh nhân uống thuốc một thời gian rồi tự ngưng và người ta bị những cái biến cố quay trở lại. Và thậm chí những cái biến cố mà nó xảy ra thì còn nặng hơn là lúc trước khi đặt stent nữa. Đó là cái tình trạng mà chúng tôi nói là bị tắc lại cái stent. Tắc lại cái stent do không có thuốc, do tự ý ngưng thuốc. Thì ở đây lưu ý đến bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh tim, đã đặt những cái dụng cụ ở trong tim như là đặt stent hay là đặt những cái van tim này kia vân vân, thì phải tuân thủ cái chế độ điều trị và không tự ý ngưng thuốc. Và khi ngưng thuốc như vậy đó thì nó rất dễ tạo thành những cái cục máu đông ở trong mạch vành hay là trong cái van tim, và nó sẽ gây ra những biến chứng. Và thậm chí là một khi những cái biến chứng đó xảy ra thì là gần như là cái tử vong là nó gần như là rất gần. Thưa quý vị và các bạn, tác dụng phụ biến chứng trong quá trình sử dụng thuốc luôn có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì chúng tôi hy vọng rằng là người bệnh và cả người chăm sóc người bệnh sẽ phần nào bình tĩnh hơn khi gặp các dấu hiệu biến chứng trong quá trình sử dụng thuốc. Thưa tất cả quý vị khán giả, chúng tôi cũng xin được thông tin rằng là thuốc kháng kết tập tiểu cầu là một loại thuốc điều trị đặc biệt
theo chỉ định của bác sĩ. Và chính vì thế, ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo với lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của việc điều trị bệnh là sự phối hợp giữa bác sĩ và người bệnh. Tuy nhiên, một số yếu tố khách quan, người bệnh hay thậm chí là người chăm sóc đã không tuân thủ chính xác chỉ định liều dùng của bác sĩ. Đơn cử như là chúng ta thấy là đối với những người bệnh lớn tuổi thì họ cần phải uống khá là nhiều thuốc trong một ngày, nhưng mà đôi khi thì họ hay bị quên liều. Như vậy thì chúng ta có cái phương án nào hay là liệu rằng chúng ta có cách nào để hạn chế được sự bất tiện này hay không thưa bác sĩ? Trong vấn đề điều trị, sự thành công của điều trị đó là cái sự tuân thủ của người bệnh. Thì hiện nay đó thì y khoa cũng như dược khoa thì người ta rất là chú trọng đến cái chuyện này. Tức là làm sao cho người bệnh đó tuân thủ điều trị tốt nhất có thể. Thì là một trong những cái như mà MC đã nói đó, là chúng ta có cái sự gắn kết giữa bác sĩ với người bệnh. Làm sao cho người bệnh đi tái khám và hiểu rõ được cái thuốc của mình uống. Tuy nhiên có ngày nay đó thì dược học đó thì người ta đã phát triển và người ta đã chế tạo ra những cái thuốc mà gọi là những cái viên thuốc phối hợp. Đó. Ví dụ như tiểu đường đi. Hiện hồi xưa là có thể người bệnh nhân uống hai viên thuốc rồi hoặc là ba cái loại thuốc khác nhau là mỗi thứ một viên. Hiện nay thì người ta có thể kết hợp hai loại thuốc hoặc là ba loại thuốc vào trong một viên thuốc để cho người bệnh giảm thiểu cái số viên cũng như là giảm thiểu cái số lần uống trong ngày để cho người bệnh có cái cảm giác là ít thuốc, có cảm giác là dễ dàng sử dụng. Thì ở đây chúng tôi cũng nhấn mạnh đó là bà con an tâm. Đó là ngày nay chúng tôi cũng có những cái loại thuốc tốt mà có thể là chỉ hai hoặc là ba viên thuốc vô một viên và đồng thời là chế tạo để làm sao mà thay vì xài hai lần một ngày thì ngày nay chúng ta rút ngắn lại rút lại vào trong một viên thuốc và chỉ uống một lần một ngày thôi. Thì chúng tôi cũng cố gắng phát triển những cái sản phẩm như vậy để cho bà con dễ sử dụng, để đạt được cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là tăng cái sự tuân trị của người bệnh để mang lại cái hiệu quả điều trị. Vậy thì trong trường hợp mà người bệnh đang dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu và họ bắt buộc phải phẫu thuật hoặc là cần phải điều trị khẩn cấp một vấn đề nào đó thì họ cần phải làm gì và mức độ nguy hiểm của nó thì như thế nào ạ? Đây là một cái thực tế mà chúng tôi gặp mỗi ngày ở bệnh viện. Tức là bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng tiểu cầu hoặc là kháng đông mà phải mổ. Thì ở đây chúng ta phải chia ra là cái tình huống mổ đó là có mổ cấp cứu hay không. Mổ khẩn cấp. Nếu mà vì cái chuyện mổ mà là cấp cứu vì tính mạng của người bệnh đó thì mặc dù có thử sử dụng thuốc thì chúng ta cũng phải mổ thôi. Và chúng ta đối diện với cái chuyện là nó sẽ có cái nguy cơ chảy máu trong lúc mổ thì chúng ta sẽ xử lý cái đó trong và sau mổ. Còn những cái tình huống mà bà con mình có những cái cuộc mổ mà gọi là mổ chương trình không có gấp thì chúng tôi sẽ ngưng thuốc trước một thời gian hoặc là giảm bớt liều thuốc để cho cái cuộc mổ của bà con nó được thuận lợi, tức là nó không bị chảy máu. Thì cái đó là cái kế hoạch của chúng ta phụ thuộc vô cái chuyện là mổ cấp cứu hay là mổ chương trình. Và cũng có rất là nhiều quý vị khán giả thắc mắc là liệu rằng là chúng ta nên uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu vào thời gian nào là hợp lý, nên uống trước hoặc là sau bữa ăn, cái nào thì nó có hiệu quả nhiều hơn? Bác sĩ có lời khuyên nào ạ? Thì cái này cũng dễ thôi. Hầu hết các cái thuốc chúng ta là nên uống sau ăn. Chỉ có một vài thuốc, chẳng hạn như một số thuốc tiểu đường hay là thuốc về dạ dày đó, thì người ta uống trước ăn. Còn đối với thuốc kháng tiểu cầu này thì chúng tôi khuyên bà con là uống sau ăn để cho nó làm giảm cái tác dụng phụ của thuốc lên cái niêm mạc dạ dày của bà con thôi. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị các bạn, chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi Để Khỏe Hơn là chương trình mà chúng tôi kết nối tất cả quý vị khán giả với bác sĩ của chương trình, nên chúng tôi cũng sẽ ưu tiên thời lượng dành cho những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và nếu như trong trường hợp mà có quá nhiều câu hỏi thì chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp thật nhiều câu hỏi dành cho tất cả quý vị khán giả, còn những câu hỏi khác thì chúng tôi sẽ lưu ý lại và có những thông tin dành cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn khán giả gửi về cho
chương trình. Thưa bác sĩ, chúng ta nhận được một câu hỏi từ một người bạn tên là Phú Thọ. Bạn gửi về với nội dung như sau ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là cha của em năm nay 74 tuổi và đã đặt stent và đã điều trị theo đơn thuốc 2 lần. Nếu uống thuốc lần 2 xong rồi thì mua thuốc gì để uống? Có phải là mua thuốc aspirin để uống thuốc suốt đời hay không ạ? Bạn Phú Thọ thân mến, thì ba của bạn đã đặt stent. Thì cái việc dùng kháng tiểu cầu đó, dùng và những cái thuốc khác á, và đi tái khám á, là phải liên tục. Mới sử dụng có 2 toa thì chúng tôi nghĩ là chưa có thể ngưng được đâu. Là ba của bạn là vẫn phải đi tái khám và tiếp tục phải uống thuốc. Và đặc biệt là những cái thuốc mà hồi nãy giờ chúng ta nói đó, kháng tiểu cầu, mà đặc biệt là người ta gọi là kháng tiểu cầu kép, tức là hai thứ đó là phải uống thuốc trong một thời gian để bảo vệ cái stent đó, để nó không bị huyết khối, nó không bị tắc lại. Bởi vì một khi mà cái stent nó tắc lại thì nó là một cái thảm họa, nó có thể làm cho người bệnh trở nặng lên. Thì qua cái câu hỏi này thì tôi khuyên là bạn nên đưa ba tiếp tục đi tái khám ở những cái phòng khám mà có chuyên khoa về tim mạch. Thì các bác sĩ sẽ giúp cho mình trong việc cân chỉnh cái liều thuốc và không tự ý ngưng thuốc bệnh của ba của bạn nhé. Thưa quý vị, bởi vì thời lượng của chương trình của chúng ta không có nhiều và có giới hạn nên chúng tôi sẽ lựa chọn thêm một câu hỏi nữa. Còn những câu hỏi còn lại thì về phía biên tập sẽ tổng hợp lại và lưu ý và sẽ có những câu trả lời dành cho tất cả quý vị ở những chương trình lần sau. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Gia Hưng. Bạn có thắc mắc về việc sử dụng thuốc như sau ạ. Tôi có thể ngưng thuốc khi có những triệu chứng khác thường như là cảm thấy bị tức ngực nhiều hơn, chóng mặt và khó thở hay không ạ? Tức là bạn đang sử dụng kháng tiểu cầu và nó xuất hiện những cái triệu chứng này. Đó thì mình phải phân biệt rõ là cái triệu chứng này nó bạn vừa mới uống mà nó bị. Thì mình nghĩ nó là do tác dụng phụ. Thì có thể mình phải nên đến bác sĩ ngay. Để mình báo với bác sĩ những triệu chứng này, có thể đó là những triệu chứng ban đầu của chuyện dị ứng thuốc. Thì bác sĩ sẽ xem xét và có thể là đổi thuốc hoặc là xem xét sau. Còn nếu mà chúng ta đã uống một thời gian rồi, đã uống quen rồi mà bây giờ nó xảy ra những cái triệu chứng như đau ngực, như khó thở, như là gì nữa, các bạn cảm thấy là bị tức ngực rồi chóng mặt nữa, thì coi chừng là dù đang uống thuốc như vậy nhưng mà nó cũng có thể xảy ra những cái biến cố. Ví dụ như là bị nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, vân vân. Thì tôi nghĩ dù tình huống gì thì khi nó đã xuất hiện những cái triệu chứng này thì chúng ta nên đi khám bác sĩ lại càng sớm càng tốt. Để bác sĩ tìm ra được cái vấn đề của mình là cái gì liên quan đến triệu chứng này, để bác sĩ giúp cho bạn. Chúng ta không tự ý tăng thuốc hay là tự ý bỏ cái thuốc này, mà chúng ta hãy kiếm cách để gặp bác sĩ sớm đi nha. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình của chúng ta cũng đã hết. Nhưng đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời tham gia vào chương trình hôm nay và mang đến những thông tin rất hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả. Và mến chúc cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe và sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình ạ. Cảm ơn nha MC, và cũng thông qua đây thì cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và trao đổi với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Nếu quý vị còn bất cứ những cái thắc mắc gì, những cái câu hỏi tương tự như vậy mà chúng ta không giải đáp được, xin cứ gửi câu hỏi về cho fanpage của bệnh viện thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp đến từng người để cho quý vị an tâm trong vấn đề theo dõi và điều trị, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến thuốc kháng kết tập tiểu cầu mà hôm nay chúng tôi đã vừa nói. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Trần Hòa. Thưa tất cả quý vị và các bạn, chương trình tư vấn trực tuyến Hỏi để khỏe hơn được tài trợ bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Sanofi Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên fanpage của bệnh viện và phát lại trên kênh YouTube Zalo của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, để biết thêm các thông tin về sức khỏe, quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo, Fanpage và website nhé. Tất cả các đường link hệ thống kênh của bệnh viện sẽ được hiển thị ở phần miêu tả bên dưới. Quý vị hãy đăng ký theo dõi để hiểu hơn về những vấn đề của sức khỏe. Và bây giờ, trước khi kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng xem lại các nội dung chính của chủ đề thuốc kháng kết tập tiểu cầu được chúng tôi tổng hợp lại ngay sau đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.
Xin chào Minh Khuê, rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình review về phòng khám ngày hôm nay. Và thưa quý vị, theo thạc sĩ bác sĩ Trần Hòa, Phó trưởng tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã có chia sẻ rằng đối với những người bệnh bị bệnh lý về tim mạch, mạch máu não hay là các bệnh lý về thần kinh, tùy vào tình trạng bệnh sẽ được chỉ định theo những phương pháp khác nhau và trong đó thì sẽ có thủ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền. Trước đây khi chưa có DSA, phần lớn những tổn thương, bệnh lý về thần kinh, tiêu hóa, gan mật, ung thư, đặc biệt là tim, mạch máu, v.v. chỉ giới hạn điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Có máy DSA thì bác sĩ sẽ dễ dàng phát hiện những bất thường như là hẹp hay là tắc nghẽn mạch máu, phình mạch hoặc vỡ mạch, từ đó đưa ra chẩn đoán và phương án điều trị phù hợp nhất. Hàng nghìn người bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã được cứu sống nhờ DSA, tránh được cuộc mổ lớn. Trong tình huống cấp cứu như là xuất huyết nội, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, v.v. thì phòng chụp DSA giống như phòng cấp cứu thứ hai. Chụp càng nhanh, càng chính xác, cơ hội sống của bệnh nhân càng cao. Thưa quý vị, sau lưng Minh Khuê đây là hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền. Và quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Khi mà anh quay phim vào đây với Minh Khuê thì anh quay phim nói là anh cũng cảm thấy lạc lõng khi bước vào đây. Vì thế trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần anh Trần Bá Khoa. Anh đã có 25 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và anh sẽ dẫn đường cho quý vị để hiểu về hệ thống này nhé. Dạ vâng, và xin chào anh ạ. Chào các bạn, mình là Trần Bá Khoa, mình là kỹ thuật viên đơn vị can thiệp nội mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Hôm nay rất là vui khi được Minh Khuê ở đây nhờ hướng dẫn các bạn sẽ tham quan một cái phòng DSA và những cái thiết bị ở trong đó như thế nào. Hiện tại chúng ta đang đứng ở phòng điều khiển, thì tất cả các máy DSA nó sẽ gồm có ở bên ngoài là hệ thống điều khiển và bên trong là hệ thống máy móc. Bên ngoài nó gồm có những cái monitor dùng để lưu trữ hình ảnh, dùng để theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân và dùng để ghi đĩa, và chúng ta có thể hội chẩn và để xem lại những kết quả mà chúng ta vừa làm. Đây, bây giờ chúng tôi xin mời các bạn bước vào bên trong để tham quan một cái phòng DSA và tìm hiểu xem những cái thiết bị được đặt ở bên trong phòng hoạt động như thế nào. Dạ, xin mời ạ. Hiện tại thì chúng ta đang đứng ở bên trong một cái phòng, người ta gọi là phòng thủ thuật DSA. Đơn vị DSA của chúng tôi được thành lập từ năm 2004 và sau gần là khoảng 17 năm hình thành và phát triển. Hiện nay chúng tôi đã xây dựng được thành một trong những cái đơn vị DSA và gọi là mạnh của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Một cái phòng DSA cơ bản thì gồm có một cái máy DSA, một cái máy gây mê, và hiện tại ở đây chúng tôi đã có những cái thiết bị hỗ trợ kèm theo là rất là đặc biệt, và chỉ có một số trung tâm lớn và đã được trang bị, đó là máy khoan cắt mảng sơ vữa bên trong lòng mạch máu, máy siêu âm trong lòng mạch máu và máy đo cái áp lực ở bên trong lòng mạch máu. Đó là một số cái thiết bị mà chúng tôi đã triển khai từ trong vòng khoảng 5 năm đổ lại đây. Và nhờ những cái thiết bị hiện đại như thế và những cái dụng cụ mới nhất thì chúng tôi đã phối hợp với các thầy, các giáo sư, các bác sĩ đã giải quyết cho được hàng ngàn lượt bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong những năm vừa qua. Và rất là may mắn là chúng tôi ngày càng được là sự tin yêu của quý bệnh nhân, quý đồng nghiệp. Anh Trần Bá Khoa, thì em thấy là khi mà kỹ thuật viên cũng như là bác sĩ khi mà vào phòng này thì chúng ta phải mặc một bộ đồ chì rất là nặng. Thì em không biết là bộ đồ này thì nặng bao nhiêu ký ạ? Tất cả những phòng DSA, tất cả những nhân viên, những người bước vào phòng đều phải mặc bộ đồ chì này để bảo vệ. Lý do là cái máy này chúng ta là sử dụng bằng TS. TS là một cái nguồn phóng xạ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của không riêng gì bệnh nhân và tất cả những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với TS. Chính vì vậy mà chúng ta phải mặc một cái áo chì. Bình thường thì sau mỗi ca thì chúng ta có thể là thay cái áo chì ra, thì trung bình là một ngày trong một cái ca làm việc, chúng ta làm việc là 8 tiếng thì chúng ta phải mặc áo chì khoảng chừng 5 tới 6 tiếng để bảo vệ khỏi cái bị ảnh hưởng của bức xạ TS.
Thưa quý vị, hy vọng qua những chia sẻ của anh Trần Bá Khoa, kỹ thuật viên hình ảnh đơn vị can thiệp nội mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về công việc của những kỹ thuật viên hình ảnh cũng như là hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền rồi phải không ạ? Và có thể nói là tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp những đội ngũ y bác sĩ vừa là thầy thuốc, thầy giáo và nhà nghiên cứu tận tâm và giàu kinh nghiệm. Dạ vâng, và khi mà đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể yên tâm là có thể đăng ký khám bệnh nhanh chóng qua các tiện ích được triển khai tại bệnh viện như là đăng ký qua app UMC, đăng ký khám bệnh online hoặc là website của bệnh viện bvdaihoc.com.vn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đăng ký tại các kiosk được đặt tại bệnh viện hoặc là các quầy đăng ký khám bệnh. Và quý vị hãy nhớ là khi mà quý vị cần thăm khám về các bệnh lý về tim mạch thì quý vị có thể đăng ký tại phòng khám tim mạch qua số điện thoại 028 3952 5139 quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.